Và bây giờ sẽ là phần cạnh tranh của Singapore và Singapore Nguyên. Dù là hai bạn ấy, trong hai bạn thì có một bạn bị sốt trong trường đây, nhưng hai bạn đã rất là nhiệt tình đến trường và quay trở lại với chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn có thể hãy đến lấy những bức tranh vẽ của hai bạn của chúng ta, như những thông điệp, những lời nói, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương cho các em cũng như của huyện Lộc Ninh của miền Trung chúng ta. Các bạn quý vị nhé, hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ lại nhau, cùng giao lưu, cùng hát ca với một mùa hè vui, vui hè, hè vui. Anh mời mấy bé chụp hình chung, chụp hình chung. Thì mời tất cả các bạn thiếu nhi chuẩn bị lên sân khấu chụp một tấm ảnh lưu niệm chung. Xin mời bạn Minh của VOV chuẩn bị để có thể ghi lại chụp hình các ạ. Xin mời quý vị nha, hai ba.
Bình Phước.